Thân tâm xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay là thứ hai, ngày 28 tháng 2 năm 2022, nhằm ngày 28 tháng Giêng năm nhâm dần tại Việt Nam. Chương trình Việt Live buổi sáng hôm nay gồm có những tiết mục như sau. Mở đầu là điểm tin mạng xã hội với những tin chính. Nga tấn công Ukraine bằng tên lửa hành trình giao tranh ác liệt tại Kiev. Website chính thức của Điện Cẩm Linh bị tinh tặc tấn công do chiến sự liên quan. Các đồng minh phương Tây cắt đứt một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống toàn cầu. VTV úp mở chuyện trả lại lưu hương dưới tượng Trần Hưng Đạo ở Sài Gòn. Dính vụ Việt Á, Giám đốc CDC Khánh Hòa bị chặn giao dịch tài sản và một số tình đáng chú ý khác. Sau đó là các mục ý kiến cộng đồng mạng, nhân vấn đề quanh ta, nhân vật sự kiện, câu chuyện việc bình luận thời sự và cuộc sống quanh ta. Xin kính mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết và các bài viết chọn lọc trong ngày với Thanh Tâm. Mở đầu bản tin cộng đồng mạng là bản tin thời sự quốc tế vào ngày 26 tháng 2, ngày thứ ba của cuộc xâm lược Ukraine. Nga đã bắn các tên lửa hành trình từ biển và từ trên không vào các cơ sở quân sự Ukraine. Đó là thông báo của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konachakou trong bài phát biểu trên đài truyền hình được hãng tin AFP trích dẫn. Phát ngôn viên này cũng khẳng định là tại miền đông Ukraine, nơi mà quân Nga đang yểm trợ các lực lượng ly khai ở hai vùng lãnh thổ Donetsk và Lugansk. Các lực lượng này cũng đang tiến chiếm nhiều khu vực nhưng hiện chưa có nguồn tin độc lập nào xác nhận thông tin đó. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga còn thông báo là quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Melitopol ở miền nam Ukraine, cách không xa bán đảo Crimea mà Moscow đã sắp nhập vào năm 2014. Theo phát ngôn viên này, kể từ đầu cuộc tấn công vào Ukraine đến nay, quân đội Nga đã phá hủy 821 cơ sở quân sự, trong đó có 14 sân bay. Hôm nay, lực lượng bảo vệ Kiev đang chiến đấu quyết liệt để thành phố này không rơi vào tay quân Nga. Các trận giao tranh đã nổ ra đêm qua trên đại lộ chiến thắng, một trong những trục lộ chính của thủ đô dư quan. Theo chính quyền nước này, các trận giao tranh dữ dội tiếp diễn sáng nay tại Kiev và trong những ngày qua họ đã phát súng cho thường dân để tham gia bảo vệ thành phố. Lực quân Ukraine thì cho biết là trận giao tranh khốc liệt cũng đã nổ ra ở một nơi cách thủ đô Kiev 30 km về phía Tây Nam, nơi mà quân đội Nga đang cố đưa lính dụ tới. Trong thông báo của Bộ trưởng Y tế Dự quan hôm nay, 3 ngày này, nước này bị Nga tấn công. Gần 200 thường dân, trong đó có 3 trẻ em đã thiệt mạng và hơn 1.100 thường dân bị thương. Ngoài ra, hàng chục quân nhân Dự quan đã tử trận. Phía Kiev cũng khẳng định quân Nga bị tổn thất nhân mạng nặng nề, nhưng phía Moscow chưa đưa ra tổng kết nào vẫn liên quan đến nga website chính thức của điện cẩm linh văn phòng của tổng thống nga vladimir putin đã ngừng hoạt động ngày thứ bảy sau khi có tin về các cuộc tấn công tư chối dịch vụ ddos nhắm vào nhiều phương tiện truyền thông nhà nước và chính phủ nga khác tuần trước anh và mỹ cho biết tin tặc quân sự nga đứng sau một loạt các cuộc tấn công ddos đã đánh sập các website ngân hàng và chính phủ diệt quan trong thời gian ngắn trước khi nước này bị nga xâm lược Việc website của Điện Cẩm Linh ngừng hoạt động này thứ bảy diễn ra trong bối cảnh các thành viên của cộng đồng tin tạc ngay càng mạnh bạo kêu gọi chiến đấu trên mạng, bao gồm cả các tài khoản Twitter có lịch sử liên kết với Anonymous là cộng đồng các nhà hoạt động trực tuyến không có tổ chức lần đầu tiên thu hút sự chú ý toàn cầu khoảng một thập niên trước. Theo hãng tin Reuters, các vụ rò rỉ và tấn công tin tạc với chủ đề Nga do nhóm này gây ra đã bắt đầu lan tràn trên mạng Tuy nhiên, tính xác thực của các tuyên bố của Anonymous vẫn khó xác định. Reuters nói không phải là việc bất thường khi các tình trạng tự do hoặc có động cơ ý thức hệ nhảy vào các cuộc xung đột toàn cầu theo một bên này hay bên khác. Những hành động tương tự đã diễn ra trong các cuộc nổi dậy mùa xuân Ả Rập, đôi khi các bên tham gia xung đột kêu gọi sự chú ý của những tình tạc. Hôm thứ Năm, Reuters đưa tin chính phủ dự quan đã kêu gọi tình tạc ngầm giúp hỗ trợ nỗ lực của họ đánh hại lại Nga. Vẫn liên quan đến Nga, các đồng minh phương Tây loan báo áp đặt một loạt những chế tài mới nhắm vào nước nước này vào ngày thứ Bảy, bao gồm các nước một ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu chính, tìm cách tăng cường trừng phạt kinh tế đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin vì xâm lược Ukraine, Mỹ và các đối tác châu Âu, cũng cho biết họ sẽ áp đặt các biện pháp đối với ngân hàng trung ương Nga nhằm hạn chế khả năng chống đỡ đồng ruble. Trong khi các lực lượng Nga mở cuộc tấn công nhắm vào Kiev và các thành phố khác của Ukraine, chúng tôi quyết tâm tiếp tục áp đặt những tổn hại lên Nga mà sẽ khiến Nga bị cô lập hơn nữa khỏi hệ thống tài chính quốc tế và nền kinh tế của chúng ta. Các đồng minh phương Tây nói khi họ leo thang phản ứng trừng phạt. Chúng tôi sẽ thi hành các biện pháp này trong những ngày tới theo một tuyên bố chung của Mỹ, Pháp, Canada, Ý, Anh và Ủy hội châu Âu sau khi ban đầu né tránh một bước đi như vậy các đồng minh quyết bảo đảm rằng những ngân hàng nga được lựa chọn sẽ bị gạt khỏi hệ thống thông tin liên lạc swift bước đi này dán một đòn nặng nề vào thương mại của nga và khiến các công ty nga khó kinh doanh hơn swift viết tắt tiếng anh của hiệp hội viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu là một mạng thông tin liên lạc an toàn giúp cho các giao dịch thanh toán xuyên biên giới được thực hiện nhanh chóng biến nó trở thành một cơ chế quan trọng cho thương mại quốc tế các chế tài đối với Ngân hàng Trung ương Nga có thể hạn chế việc ông Putin sử dụng hơn 630 tỷ đô la dự trữ quốc tế, vốn được nhiều người xem là giúp cho chắn Nga khỏi một số tổn hại về kinh tế. Nga đã trở thành kẻ bị ruộng rẫy về kinh tế và tài chính toàn cầu, một quan chức cao cấp của Mỹ nói. Liên quan đến tin Việt Nam VTV ước mở chuyện trả lại Lưu Hương dưới tượng Trần Hưng Đạo ở Sài Gòn Thưa quý vị, ghế đá, lối đi, ngay cả bệ để đặt lưu hương sắp được dời về, toàn bộ đều làm bằng đá granite. Thay vì các vật liệu bê tông trước đây, bản tin trên trang web của Đài truyền hình Việt Nam VTV vào ngày 25 tháng 2 đề cập về việc trùng tu tượng đài Trần Hưng Đạo ở quận nhất theo các báo Việt Nam, công viên tại công trường Mê Linh, nơi đặt tượng Trần Hưng đạo cuộn nhất đang được hoàn tất những công đoạn cuối để mở cửa là dịp 30 tháng 4. Liên quan việc tu bổ tượng Trần Hưng đạo, báo pháp luật thành hồ cho biết công trường Mê Linh trước năm 75 do cố kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế. Tờ báo dẫn lời kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, con trai của ông Thụ, Quy hoạch ban đầu của cha tôi là tầm nhìn từ tượng đài hướng nhìn thoáng ra sông, nên tôi cho rằng cải tạo khu vực công trường Mê Linh và tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo hiện nay đang tôn trọng thiết kế lịch sử, giữ dáng vóc của vị trí lịch sử sắp tới nên tôn tạo phần lưu hương. Bởi ngoài yếu tố là công trường lịch sử tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo chỉ tay ra sông có ý nghĩa lần này đi không thắng giặc nguyên, ông sẽ không về lại nữa. Khi chỉ ra sông, hiện thiết kế của bến thuyền bên phía sông nếu được nên cải tạo để hướng tự tượng nhìn ra thoáng hơn, ông Sơn nói thêm. Hồi đầu tháng này, báo riêng cho hay tượng Trần Hưng Đạo và khu vực công trường Mê Linh được sửa chữa, tôn tạo với tổng chi phí là 32.5 tỷ đồng. Tường trường Hưng đạo cao 4m được bơm xử lý các vết nước bê tông trám vét các vết nứt của lớp vữa trát bên ngoài, quét chống thấm và bảo vệ sơn bảo vệ tượng theo màu cũ. Ngoài ra, những người thợ cũng đổ bê tông đặt phần rỗng giật phần chân tượng và mặt sang bệ đỡ để bảo vệ các thành thép liên kết không bị oxy hóa. Hồi tháng 2 năm 2019, công luận tranh cãi gay gắt về chuyện thành ủy cho dời lưu hương trước tượng đài trên Hưng đạo về đền thờ Đức Thánh Trần trên đường Võ Thị Sáu. Thời điểm đó, công luận suy đoán rằng hành động này nhằm ngăn chặn người dân đến thắp hương và biểu tình nhân những ngày kỷ niệm chiến tranh biên giới Việt Trung hoặc ngày Trung Cộng chiếm Hoàng Sa. Thời gian qua, một số bài đăng trên báo Người Đô Thị yêu cầu thành ủy trả lưu hương lại chỗ cũ đã bị Ban tuyên giáo Trung ương ra lệnh gỡ bài. Thưa quý vị, ông Huỳnh Văn Dõng, 55 tuổi, giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Khánh Hòa, hiện đã bị công an tỉnh này ngăn chặn giao dịch tài sản theo tờ Thanh niên vào ngày 26 tháng 2. Biện pháp nêu trên nhắm vào ông Dõng và chính thuộc cấp là nhằm phục vụ điều tra vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật tại CDC Khánh Hòa. Liên quan à vụ này, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết trong đợt dịch cúng tàu năm 2020 đến năm 2021, CDC Khánh Hòa đã mua 63.280 bộ kit xét nghiệm cúng tàu do công ty Việt Á sản xuất với giá là 26.2 tỷ đồng. Đơn vị này mua kit của Việt Á thông qua công ty khoa học hợp nhất bằng hình thức đấu thầu qua mạng và trao hàng cạnh tranh. Việc mua kit xét nghiệm tại Khánh Hòa được chia làm nhiều đợt với giá từ 367.500 đồng đến 509.250 đồng mỗi kit. Cùng thời điểm, báo lao động cho hay ông Dõng đã nhiễm cúng tàu và đang điều trị tại nhà mấy ngày nay. Ông này nói thêm, đó là việc của họ làm thôi, tôi chưa thấy ai nói gì cả, tôi cũng không có gì mua cả, mua xong thiết bị y tế. Báo này cho biết thêm, sau khi có yêu cầu chặn giao dịch tài sản đối với một cá nhân, Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa sẽ đăng tải nội dung này lên hệ thống dữ liệu của công chứng viên. Các văn phòng công chứng sẽ căn cứ vào đó để không thực hiện chuyển dịch các tài sản có liên quan đến những cá nhân theo yêu cầu của cơ quan công an. Việc gỡ bỏ ngang chặn chỉ được thực hiện khi công an các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Trước ông Dõng, một loạt giám đốc CDC các tỉnh thành đã vướng vòng lao lý vì dính vụ mua khí xét nghiệm của Việt Á. Trong số đó, ông Hoàng Văn Đức, giám đốc CDC thừa Thiên Huế bị bắt và khởi tố với cáo buộc vi phạm đấu thầu trong mua sắm bộ khí xét nghiệm đúng 2 tháng sau khi tuyên bố với báo giới ở Việt Nam rằng tôi không nhận có công ty Việt Á một đồng nào. Ông Đức bị bắt vào ngày 19 tháng 2 cùng với một thuộc cấp là ông Hà Thúc Nhật, kế toán trưởng kiêm trưởng phòng tài chính kế toán của CDC từ Thiện Huế. Ông Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Công nghệ Việt Á bị cho là thông đồng với lãnh đạo CDC cách tỉnh thành để hợp thức hóa hồ sơ chỉ định thầu bằng cách sử dụng các pháp nhân và các công ty liên doanh, công ty còn để lập hồ sơ chào hàng sản phẩm nâng khống giá thiết bị chi phí nguyên vật liệu đầu vào lên khoảng 45%, cao hơn nhiều so với thực tế và định giá ở mức 470.000 đồng, một kit xét nghiệm PCR thu lợi 4.000 tỷ đồng.